quy trình tháo và lắp linh kiện của máy tính xách tay do một người khiếm thị tự làm. Kính thưa quý vị, qua đây chúng ta có thể thấy rằng dù đã mất đi ánh sáng của đôi mắt, nhưng để tự lập trong cuộc sống thì người khiếm thị chúng tôi đã dùng chính đôi tay của mình tự khám phá, tự tìm hiểu và làm quen với tất cả những công việc mà đôi mắt có thể làm được. Để từ đó chúng tôi muốn nói lên một điều rằng khả năng của người khiếm thị có thể làm được rất nhiều thứ. Và con xin cảm ơn thầy Châu ngày hôm nay đã đến và chia sẻ những kinh nghiệm rất là bổ ích cho chương trình dùng tay thay mắt của chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn chị Xuân và cũng cảm ơn bộ phận thực hiện chương trình cho tôi có cơ hội chứng minh được cái điều là người mù vẫn làm được một số công việc mà người thấy đường bình thường tưởng chừng như là đó là điều khó khăn. Dạ, xin cảm ơn. Dạ vâng, xin chúc thầy sẽ luôn gặp nhiều điều may mắn và ngày càng thành công hơn trong cuộc sống và công việc. Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin được khép lại. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các số tiếp theo với những nhân vật khiếm thị cùng với những công việc đầy bất ngờ của họ.